có nhiều quan điểm khác nhau về việc bổ sung các loại vitamin. Một số người khuyên nên sử dụng vitamin hòa tan trong nước uống của chim và rắc chất bổ sung vitamin dạng bột lên trái cây và rau quả. Những người khác đề nghị chỉ bổ sung vitamin trong những tháng mùa đông lạnh giá. Đối với con người, vitamin không nên dùng như một chất thay thế nhân tạo cho một chế độ ăn uống cân bằng. Quá liều vitamin có thể gây ra nhiều thiệt hại, do đó chúng nên được sử dụng một cách thận trọng. Khi bạn nuôi chim, nhất là nuôi chim sinh sản, hầu hết mọi lời khuyên sẽ có một phần dành cho sự cần thiết của sạn trong chế độ ăn của chim. Một số người cho rằng sạn là cần thiết vì nó hỗ trợ quá trình tiêu hóa của chim, nghiền và tách hạt và thức ăn khác khi chúng đi qua mề. Tuy nhiên, một quan điểm gần đây của một số bác sĩ thú y cho rằng sạn có thể gây hại nhiều hơn là có lợi, thậm chí là không cần thiết. Tác hại xảy ra khi một con chim bị bệnh ăn quá nhiều sạn, dẫn đến cái chết. Nếu bạn sử dụng sạn, thì hãy đảm bảo rằng bạn lấy nó ra khỏi lồng của một con chim bị bệnh hoặc bị thương. Lượng canxi cần thiết có thể được cung cấp dưới dạng đồ chơi hoặc bằng xương mực và khối khoáng.